Này cả nhà tiêu nhiều lắm. Đó, cả nhà thấy chưa? Đã chứ cả nhà. Chấm bù lại hôm bữa mua ốc ốm. Food, chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thầm Mập Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay Mập ăn ốc bu nướng tiêu xanh nha cả nhà. Mập mời cả nhà thưởng thức cho Mập nha. Ốc bu là ốc nhồi, ở ngoài miền Bắc người ta kêu là ốc nhồi đó cả nhà. Ở miền Nam Mập kêu là ốc bu đó. Rồi hôm nay Mập uống trà đá nha. Thật ra thì ốc bu á thì Mập mới ăn cách đây chắc cũng khoảng tầm thấy cái mấy thôi cả nhà. Bữa ăn ngồi chung ăn chung bánh mì á, ốc bu luộc rồi ốc bu nhồi thịt cả nhà. Hôm nay tại vì bữa giờ giống như là cả nhà thích Mập ăn ốc bu lắm hay sao á, cứ kêu Mập ăn ốc bu hoài, thì hôm nay sẵn Mập đi chợ Mập thấy bán ốc bu bự quá. Thì Mập mới nảy sinh ra một cái ý định là Mập sẽ mua về Mập nướng nướng tiêu tiêu xanh nha cả nhà. Thì ở đây thì Mập có cái này là không tới 4 kg cả nhà, tại vì Mập mua 4 kg 85.000 kg à, rẻ nha, 85.000 kg. Thì Mập mua 4 kg cả nhà, nhưng mà Mập chừa lại chắc tầm khoảng hơn nửa ký cả nhà để nửa lần luộc cho vợ Mập ăn. Đó, thì cái này thì Mập nướng tiêu nó thơm lắm cả nhà ơi. Cái nướng này là nướng bằng than luôn nha. Đó, ở bên đây thì Mập có dưa leo nè, rau găm nè cả nhà. Đó, thì Mập mời cả nhà ăn với Mập nha. Cái này ở trong đây thì cái sốt của nó thì nói chung nó cũng vừa ăn rồi. Còn Mập lấy thêm cái nước chấm, nếu mà không vừa ăn thì mình chấm thêm nước chấm cho nó đậm đà như cả nhà, với lại chấm dưa leo rồi nè. Rồi Mập mời cả nhà ăn với Mập nha. Đây, để Mập ăn con ốc này trước đây. Tiêu Mập để nhiều lắm cả nhà. Cái này á, nước sốt á Mập để vô Mập nướng á thì có nước mắm nè, tương ớt nè, tỏi, hành tím rồi này kia, gia vị, đường, mật ngọt. Rồi mình khuấy lên, mình chế vô con ốc mình nướng. Ngon cả nhà. Mỗi lần ăn ốc là Mập, mỗi lần Mập đính chính lại thì miền Tây của Mập, với lại hồi trước giờ Mập ăn ốc á, thì Mập ăn luôn cái ruột, cái đít của nó ngay cả nhà. Thì ai ăn không ăn thì thôi nha. Đó, này cả nhà, tiêu nhiều lắm. Đó, cả nhà thấy chưa, đã chứ cả nhà. Chấm này nửa miếng rồi. Không dính gì hết trơn. Ngon. Nướng nó có cái mùi mà khét á cả nhà. Ăn nó đã. Cái này 1 kg là chỉ có mười mấy con thôi đó.
Hình như là 13, 14 con hay gì à. Bự lắm cả nhà. Cái tay mập bự mà đó nè, muốn bằng nửa cái tay mập luôn. Nướng cực lắm cả nhà. Ốc này mập nha. Bù lại hôm bữa mua ốc ốm. Bữa nay thế nào cũng có mấy anh vô hỏi sao mà mập, em không làm lon hai lon bia nữa nè nha. Không làm ly hay ly vụ. Một thời mập á, ngày thường á bạn bè tụ họp đây mập cũng có uống bia uống rượu cả nhà, thật sự có sao mập nói vậy. Nhưng mà lên clip nhiều hơi có trẻ em coi, mấy đứa nhỏ coi mà mình uống như vậy rồi nhiều khi thấy bắt chước không có nên nữa nhờ. Hạn chế chứ không phải là hợp uống. Tiêu xanh bao nhiêu đây nè, bà mập mua 20.000 tiêu xanh mập để vô hết luôn á. Tiêu xanh nó thơm lắm. Mua về mà ngâm với ớt với nước ra cho trời đất ơi đâm lũng cái đít chảy nước nè. Nướng một cái đít luôn á cả nhà. Dưới nước cho gạo, ngâm dưới nước cho gạo nó ngã nhớt là nhanh lắm cả nhà. Con này bự nè. Khổng lồ luôn nè. Wow. Thôi con này cả nhà ơi. Ôi trời ơi. Đã. Giết cùng đuổi tận. Thiệt tình chứ. Sự cố cả nhà. Cái con đó, nó mập dễ sợ luôn á. Đó nha. Nướng lên á. Nó săn lại ha. Mà nó thơm lắm kìa cái vỏ ốc á. Không biết cả nhà ở đây sao chứ mập nấu bếp củi á. Nhiều khi có vỏ ốc. Hay xương cá rồi kia á. Mập hay quăng vô bếp. Thích như ngựa hửi cái mùi đó cả nhà. Ngon quá. Hồi nãy nướng bà mì với con thức. Ở bé mì bé con thức. Ở đây cả nhà không thích một kêu bằng bả, một kêu bằng bé nha. Bánh mì á, còn thức. Nó nướng xong không ngủ được. Chứ nãy ngủ què đó.
tiêu á, nó thơm thơm, nó cũng cay á nhỉ, cay ngầm. Như con cứng đầu nó không chịu ra cái đít. Chứ mập cũng biết là sắn sắn gì chứ. Đó. Đó, thấy nhà thấy không? Trời đất ơi. Mẹ mập. Sự thật á là con ốc á, mấy cái gì cái ruột của nó thì nó nằm ở đít thiệt cả nhà, nhưng mà mình ngâm á nó đã nhả ra rồi, bỏ đói nó đã nhả ra hết rồi, với lại nó đâu có gì đâu, đâu phải à nó ăn này kia đâu mà sợ. Nên ăn cái mập ăn cái đít mà tự tin lắm. Ốc nào cũng vậy. Ốc này bự lắm nha cả nhà. Ốc hôm nay ăn quyền mập ốc hôm nay á, chứ không phải là riêng con này. Ban đầu mập nướng bằng nồi nướng mà sợ nó nổ quá, nướng bằng than. Bây giờ mấy anh á có muốn xem mà muốn bia á thì cứ tưởng tượng cái ly này là cái ly bia nha, nó cũng vàng vàng giống vậy á. Ốc mập không nghe nhà. Thơm. Không được à? Hồi nãy á là mập chắc hết nước ra mà nướng á nó ra nước đó cả nhà.
nhất cái nách. Nhớ hồi hồi dịch đó cả nhà, để Mập nói ở đây không biết cái chị ở ngoài đại học y dược chỉ có xem không nha. Mập làm mà lúc trước cũng bán, cũng nướng tiêu nè, nướng tiêu xanh nè, mà lúc dịch cái lúc là xanh bánh mì á, cái Mập nuôi nuôi vợ Mập ở ngoài đại học y dược á, cái ở lại đâu mấy ngày, cái chị mà làm điều dưỡng ở chỗ mà khoa hồi sức, giống như là đi xuống nằm ở trại để chuẩn bị đi về cái nhà, cái chị mới biết Mập, cái chị mới nói trời ơi em ăn ốc quá nhìn thấy thèm gì đâu á, mà mình cứ tưởng đâu là mấy chị làm ở kiểu như làm trong ngành y tế mấy chị không thích ăn mấy cái con này cái nhà, nhưng mà thật sự là ai cũng là con người như nhau ơi, thích là ăn à cái nhà. Mà ở ngoài đại học y dưỡng nha, có nhiều anh chị á hay đặt đồ ăn của Mập đồ này kia á, mà người ta cũng đâu có hỏi về vấn đề vệ sinh hay gì đâu, cái kiểu như người ta tin tưởng Mập á. Bởi vậy không phải mình đánh giá cao một ai, nhưng mà ý là mấy anh chị đó làm trong ngành y tế đó, thì Mập nghĩ là cái độ mà kỹ của anh chị đó sẽ cao hơn với người thường, tại vì người ta khắt khe trong mấy cái chuyện mà sức khỏe đồ này kia đó nha. Trời, chị nói trời ơi, chị xem em hả, ăn hết thấy thèm gì đâu á, đã gì đâu á. Mà hầu như á clip nào á Mập làm ốc bu ốc là được cả nhà hưởng ứng rồi, cả nhà ủng hộ nhiệt tình rồi. Ruột nhiều lắm cả nhà, hôm nay ruột nhiều á, ăn no luôn, bữa nay ăn ốc no một bữa luôn. Rồi nè, nó cái nước nó thôi cũng no. Ốc lại cái nào ăn ban ngày hả, chứ tối ăn là nặng bụng lắm, khó tiêu mới nhờ, nó cũng độc lắm á.
không đùa được đâu. Quá. Ăn kiểu này mà không ngon là không có nào mà ngon hết trơn cả nhà. Nướng nướng là nhất luôn mà. Hôm bữa có chị kia mập ăn gà nướng á, gà nướng với lại cơm lam cả nhà. Cái mập nói là nướng á, ăn là nhất thích thấy luôn á cả nhà. Cái chị đó mới vô chị nói là em không nghe sao, người ta nói là nhất nướng về nhì chiên tam xào tứ nấu gì. Chị nói dằn điệu lắm cả nhà, mà mập đâu có biết, mà thật sự là nướng ăn tuyệt vời mấy nhà, nó giữ nguyên cái độ ngọt của cái món ăn, giữ nguyên bản luôn. Với lại cái mình nướng lên đó, nó không phải nói là nó thơm hay là cái mùi nó khét khét cả nhà, nó kích thích lắm, phê lắm cả nhà ơi. Dành cả thân sưng đó ăn ốc. Mị nha, bây giờ rất là giống mập mà không biết lớn lên sao, chuyện đó mình không biết được. Nhưng mà mấy cái món ăn của mập á, khi mà nghiền ra kiểu như là mấy món ăn mà mập thích á, mà khi mập mà nghiền những cái thứ đó ra cũng lại thích. Ngộ nha cả nhà, giống như là điển hình giống như là bây giờ mì chỉ ăn được trái cây với thịt, thịt kiểu như là trà bông á, giờ mập rất là kỹ trong chuyện ăn uống cho bánh mì. Cái trái cây á thì mập thích ăn bơ cái nhà, cái bơ á bánh mì cũng thích ăn trái bơ, thích ăn từ lúc mà chưa biết ăn dặm luôn á. Với lại
sầu riêng nè. Bà thích ăn cực kỳ, bà mới thích ăn sầu riêng, rất là thích ăn sầu riêng luôn. Phải nói hôm nay ăn là tới ngán ốc luôn. Thật sự là hai con cuốn mà bấm húp nước không nổi luôn cả nhà, không ăn đứt nổi luôn, no luôn, ăn ốc mà tới no luôn đó trời. Lần đầu tiên ăn ốc bu mà tới nỗi chán trường như vậy luôn á, tại vì con này nó bự quá, nó mập quá. Thôi chết nào, thì cả nhà hôm nay mập lại ăn ốc bu rồi nướng tiêu xanh nhé nhà. Rất là hấp dẫn luôn. Thì cũng giống như mấy cái clip trước Mập làm về ốc, thì cái nhà đã ủng hộ Mập rất là nhiệt tình. Thì bữa nay Mập cũng mong là cái nhà sẽ ủng hộ Mập như đã từng ủng hộ Mập như lúc trước nha cái nhà. Đó thì nếu mà cái nhà có muốn góp ý về món ăn hôm nay, cái cách Mập nói chuyện nè, rồi cách Mập thưởng thức món ăn nè, thì bình luận phía bên dưới phần bình luận để Mập biết Mập còn hoàn thiện hơn vào những clip sau nha. Còn nếu mà cả nhà thấy Mập ăn ngon, xuất sắc, hấp dẫn thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha cả nhà. Nhớ nhấn cái chuông cái bên chữ đăng ký để YouTube thấy Mập clip, YouTube sẽ thông báo điện thoại cả nhà lên xem ủng hộ Mập nha. Còn bây giờ thì Mập đã ăn xong rồi, một kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.